Xin chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin giới thiệu tới quý vị một ngôi nhà 5 tầng thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với ngôi nhà này thì cách với ngã ba Sa La Hà Đông khoảng tầm hơn 1 km, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở trên Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, đi làm ở bên Hoàng Mai, nói chung là đi làm xung quanh khu vực này rất là ok. Và với ngôi nhà thiết kế nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích 33 m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Cách với khoảng tầm hơn 100 m là ra tới đường ô tô đi lại, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể thiết kế ra sao. Với thiết kế của ngôi nhà tầng 1, phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Phần hoàn thiện của ngôi nhà này xong hết, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Thiết kế 33 m², xây 5 tầng, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Tầng 1 thiết kế cho quý vị không gian phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với phần hoàn thiện đã xong hết rồi mọi người ạ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Và đặc biệt với cái ngôi nhà này, giá bán cực kỳ là hợp lý, chỉ hơn 3 tỷ một căn, với sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Căn nhà này nếu như mà quý vị có thể trả trước khoảng tầm 1 tỷ tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất là 30 năm và thời gian ngắn nhất là 3 năm, với những lãi suất tại thời điểm hiện tại chỉ có 6-7% từ những ngân hàng uy tín nhất như BIDV này, MB Bank này, cũng như là Liên Việt Bot Bank mọi người nha. Với đây là phần không gian phòng bếp, tủ bếp của ngôi nhà được hoàn thiện xong hết, chỉnh chu đầy đủ cho quý vị. Xong hết rồi, quý vị chỉ việc xách vali về và ở được ngay. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ, chậu rửa, vòi rửa cho quý vị. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ cho quý vị. Thiết bị vệ sinh, bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ cổ trụ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế hoàn toàn là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách thì có một vách CNC. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà xem ngôi nhà 5 tầng này thiết kế ra sao. Ngay từ ban đầu Ngọc Ánh chia sẻ với quý vị ngôi nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ, tầng 2, tầng 3, tầng 4, thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong cho quý vị. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này nằm ở trên mặt ngõ, tuy nhiên không phải là ngõ thông nha mọi người. Nó cách với đường ô tô khoảng tầm hơn 200 m. Phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ ở tầng 2, tương đối rộng, thoáng. Phòng vệ sinh thì được thiết kế ốp gạch, màu sắc rất là nhã nhặn. Bồn cầu này, sen cây tắm nóng lạnh này, lavabo này, đó. Cửa nhà vệ sinh đây, thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Quan trọng, vị trí giao thông đi lại phù hợp cho quý vị. Có thể từ khu vực này, quý vị có thể đi làm ở Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân, hợp lý. Xung quanh đầy đủ các bệnh viện lớn cũng như chợ Hà Đông này, chợ dân sinh này, cũng như là bệnh viện đa khoa. Mời người theo em lên khám phá tầng 3. Ở trên phía tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Mỗi một tầng gồm một phòng rộng, một nhà vệ sinh. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà, tầng nào cũng thoáng, cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Còn đâu với cái căn nhà này, mặt tiền được gần 4 m, mặt hậu cũng vậy, vuông vắn, không lỗi góc hậu mọi người ạ. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng là quý vị biết rồi. Nếu như mà pháp lý không chuẩn chỉnh thì không ngân hàng nào hỗ trợ cho quý vị vay đâu. Đó. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Phòng nào cũng đáp ứng được cái tiêu chí sử dụng theo từng tầng với thiết bị vệ sinh đầy đủ, chi tiết, công năng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tất cả các phòng đều được thiết kế đầy đủ, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa thưa quý vị. Và mời quý vị theo em lên cái tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3. Tuy nhiên, trên việc tầng 4 nó chỉ khác một chút, đó là phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài này mọi người nha.
Tầng 4 nó chỉ khác duy nhất là phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài, còn tầng 2, tầng 3 phòng vệ sinh đặt ở phía bên trong. Còn đâu ở trong phòng đều rộng thoáng như thế này, vuông vắn, xung quanh ngập tràn tiện ích, gần với lại sân bóng này, rồi là gần với chợ dân sinh, gần trường mầm non cấp 1, cấp 2, gần khu đô thị Sa La, đi làm thuận tiện cho các bệnh viện lớn. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Trên bề tầng 5 của ngôi nhà thiết kế công năng cho quý vị một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang như em đã chia sẻ, tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà toàn bộ là gỗ. Và ở trên phía tầng 5 thiết kế không gian cho quý vị như sau. Ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng thờ nhỏ nhắn hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng, và phần còn lại sân phơi. Sân phơi của ngôi nhà rất là rộng và thoáng nha mọi người. Đây quý vị có thể tham khảo bán nhà theo hiện trạng đó, rộng thoáng tiện ích. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.